Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái em túi ngỗng như thế này, rất là dễ thương, rất là cute luôn nè. Thì cái này các bạn có thể là đựng AirPod ha, tai nghe Bluetooth, với lại một số vật dụng nhỏ xinh trong này. Mình hướng dẫn các bạn rất là chi tiết và cụ thể. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi ngỗng này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái em túi ngỗng này nha. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình len sợi tự do nha. Ở đây mình móc len microtông cụ 125g và mình sẽ chuẩn bị một ít màu trắng và một ít màu vàng. Kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 2.5mm. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình kéo cắt len như là kim khâu len. Ở cái phần mắt á, thì để coi một lát nữa mình sẽ lấy cái len màu đen để mình thêu mắt, hoặc là chúng ta có thể là lấy cái mắt nhỏ mình gắn vô ha. Tới đó mình sẽ trang trí sau nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy cái len màu trắng ra để mà chúng ta móc. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt nha. Chúng ta sẽ móc lên 11 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11. Móc lên thêm cho mình một mũi móc xích nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ 11. Và các bạn xoay cái đầu móc này qua. Có cái phần nhô lên ở phía sau này nè. Rồi các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn nha. Những cái chân móc còn lại các bạn cũng xoay qua và móc vào cái phần nhô lên ở phía sau. Mỗi chân là mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng luôn nha. Ở đây là được 1, 2, 3 đó. 4 5. Rồi như vậy là chúng ta đã có được là 11 mũi móc đơn cho bên cái hàng này ha. Bây giờ ở cái chân móc cuối này, các bạn sẽ móc cho mình thêm 2 mũi móc đơn nữa vào đây. 12 13. Bây giờ chúng ta sẽ xoay qua cái phần đối diện này để chúng ta móc mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Rồi chúng ta đếm luôn nè. 14 nè. 15. Rồi các bạn móc đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ ở cái phần chân cuối á, các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi móc đơn cùng một chân nha. Kết hợp với cái chân đầu tiên thì chúng ta được là 3 mũi móc đơn. Rồi phía đối diện này hồi nãy chúng ta cũng có được 3 mũi móc đơn. Như vậy là chúng ta đã cân bằng được hai bên này ha. Và trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Hàng móc thứ nhất chúng ta có được là 24 mũi móc đơn tương ứng với 24 chân móc. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ hai. Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên này. Chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc những cái chân móc còn lại, mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Mình sẽ đếm ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, bây giờ ở đây là chúng ta có 3 cái chân móc vào cùng một chân nè. 3 chân móc ở phía đối diện bên đây nè. Thì chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên 2 mũi móc đơn cùng một chân nha. Chân thứ hai các bạn cũng sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Là mình tăng mũi đó các bạn. Rồi, chân thứ ba thì chúng ta cũng sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Và bây giờ các bạn sẽ móc liên tục cho mình 9 mũi móc đơn nữa đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi bây giờ chúng ta lại cái cụm mà 2 chân móc
cùng một chân ở cuối nè. Thì mỗi chân chúng ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào nha. Rồi chân cuối cùng này mình móc hai mũi móc đơn luôn. Về chân đầu tiên chúng ta đã móc hai mũi móc đơn rồi đó. Rồi, như vậy là tăng mũi xong ở bên đây, hệ xong bên đây, như vậy là nó cân bằng nhau rồi ha. Rồi các bạn sẽ chụp mũi kết hàng. Bây giờ hàng móc thứ ba, các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai các bạn sẽ móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Và lại tiếp tục chúng ta sẽ móc 9 chân móc, mỗi chân là một mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đã tới cái cụm tăng mũi trước đó rồi. Chúng ta gồm 6 chân móc. 1 2 3 4 5 6. Chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai các bạn sẽ móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Chân móc thứ ba một mũi móc đơn. Chân thứ tư hai mũi móc đơn cùng một chân. Chân thứ năm một mũi móc đơn. Chân thứ sáu hai mũi móc đơn cùng một chân. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thiện cái việc tăng mũi ở phía bên đây. Các bạn lại móc liên tục cho mình 9 chân móc, mỗi chân là một mũi móc đơn. Còn 4 chân móc cuối cùng thì chúng ta sẽ móc là một đơn tới hai đơn, một đơn tới hai đơn và kết thúc hàng móc thứ ba này ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 9 mũi móc đơn. Mình đã móc tới cái cụm tăng mũi này các bạn, còn 4 mũi ha. Và chúng ta móc là một đơn, hai đơn, một đơn và hai đơn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên, kết thúc hàng móc thứ ba. Rồi bây giờ móc lên hàng móc thứ tư, móc lên một mũi móc xích. Mỗi chân móc thì chúng ta sẽ móc là một mũi móc đơn ha. Các bạn sẽ móc vào cái nhánh ở phía bên ngoài này. Kết thúc hàng móc thứ ba thì chúng ta có được là 36 chân móc. Như vậy lên hàng móc thứ tư này các bạn sẽ móc là 36 mũi móc đơn nha. 1 nè, 2 3 4 5 6 và các bạn móc tương tự như mình đến cuối hàng luôn, mỗi chân là một mũi móc đơn, móc vào nhánh bên ngoài. Mình đã móc đến cuối hàng móc thứ tư rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 5, 6, 7, 8, 9, 10 đến một cái hàng mà chúng ta vừa ý nhất ha. Để chúng ta sẽ lên cái phần quay túi. Thì cái phần quay túi đó nó tượng trưng cho cái cổ của bé ngỗng với lại cái miệng ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên cao cao như thế này đi. Tùy theo đồ của các bạn mà các bạn đựng ha, thì các bạn có thể là móc bao nhiêu đây hoặc là bao nhiêu đây cũng được. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Cứ mỗi chân móc thì chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn là được. Và chúng ta sẽ móc vào nguyên cả chân móc. Móc lên một mũi móc xích nè. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Và làm lần lượt mỗi chân là một mũi móc đơn đến cuối hàng. Hàng này chúng ta cũng sẽ móc là 36 mũi móc đơn hết là được nha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc đến cái chiều cao mà chúng ta ưng ý nhất. Mình đã móc đến cuối hàng móc thứ 15 rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết hàng. Móc lên một mũi móc xích luôn nha. Rồi chúng ta sẽ cắt len. Và bây giờ cùng là cái len màu trắng này luôn. Rồi các bạn sẽ móc cho mình vào ở cái chân móc phía bên đây này. Lùi lại cho mình 1, 2 ha, cái chân này nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo cái cọng len qua. Móc lên cho mình một mũi móc xích nha. Đâm kim vào cái chân móc này. Chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc đơn. Nẹp cái phần len thừa luôn nha các bạn. Chân kế bên. Một mũi móc đơn nữa là 2. Rồi cái chân móc mũi dời này nè là 3. Chân móc bên cạnh là 4. Rồi cái chân móc kế bên này nè
là 5. Rồi chúng ta sẽ cắt cái phần len này bỏ đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình 1, 2, 3. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này nè. Như vậy là ở đây 5 với cái này 3 nữa là 8 nha. Và chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích đi. Rồi quay ra, chúng ta sẽ móc là 8 mũi móc đơn nha. Chân đầu là 1 nè. 2 3 4 5. Rồi. Ba cái dây này chúng ta sẽ móc 3 mũi móc xích đó đó. Và chúng ta sẽ móc là 3 mũi móc đơn, 6 7 8. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Rồi lên cái hàng móc tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ móc 8 mũi móc đơn. Móc lên một mũi xích nè. Rồi các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là mỗi mũi móc đơn ha. Chúng ta cũng sẽ móc là 8 mũi. Xong rồi cái sẽ lên hàng móc thứ 4, thứ 5, thứ 6. Lên cho nó dài dài, các bạn sẽ ốm qua đó thử. Ốm gần tới thì mình sẽ ngưng. Mình sẽ làm cái phần đầu với lại cái phần màu vàng của mỏ dịch nha. Đó, bây giờ thì nó hiện rõ chân móc rồi nè. Móc nó dễ dàng hơn ha. Mấy cái hàng sau thì chúng ta sẽ dễ móc hơn, hàng đầu thì nó hơi khó. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi kết thúc hàng. Rồi các bạn sẽ móc lên thêm nhiều hàng móc nữa nha. Mình đã móc cái phần dây quai sách nè các bạn, tới cái hàng thứ 19 này ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Rồi bây giờ các bạn thử ốm qua như thế này. Như vậy thì chúng ta nhiều khi cái tay móc của các bạn khác với mình, cho nên là cái kích thước của cái chiếc túi nó sẽ thay đổi á. Thì các bạn cứ móc xong các bạn ốm qua như thế này nè, nó còn dư ra khoảng 4 đến 5 hàng mũi móc đơn là ổn ha. Đặng chúng ta sẽ nối qua đây nè, cho nó có cái khoảng không gian để thôi là chúng ta sẽ bị chật ha. Và bây giờ ở cái hàng móc thứ 20 á các bạn, thì chúng ta sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn nha. Duy chỉ cái chân móc đầu tiên và cái chân móc đối diện của nó thì mình sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc cái hàng móc thứ 20 nè. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 3 mũi móc đơn cùng một chân. Chân bên cạnh này là 2 mũi nha. Giờ là 3 với 2 là 5 rồi đó. 6 7 8 9. Rồi cái chân đối diện nè, mình sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng một chân ha. 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi kết thúc hàng móc thứ 20. Móc hàng móc thứ 21 với một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta có 18 chân móc thì hàng móc 21 là chúng ta sẽ tăng 3 điểm, 3 mũi. Như vậy thì chúng ta sẽ móc 5 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5. Chân thứ 6 các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng, móc thêm 2 lần nữa như thế cho mình ha. 1 2 3 4 5.
chân thứ 6 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi còn cụm cuối các bạn sẽ móc nha. Kết thúc hàng móc thứ 21 thì chúng ta sẽ trượt mũi kết hàng. Như vậy thì chúng ta cũng có được là 21 chân móc luôn ha. Ở hàng móc thứ 22 thì chúng ta sẽ giảm 5 mũi. Như vậy thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích cho mình. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân thứ 2 một mũi móc đơn. Chụm chân móc thứ 3 và chân móc thứ 4 lại thành một chân móc. Đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ 3. Đồng thời đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ 4. Các bạn sẽ kéo lên qua hai chân móc này. Còn lại hai vòng đan trên kim các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng. Một đơn, một giảm. Đây, một đơn và một giảm. Mình đã móc tới cái chân móc cuối rồi nè các bạn. Còn một chân á, thì chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn ha. Kết thúc hàng móc thứ 22 thì chúng ta sẽ trượt mũi và kết hàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 23. Bây giờ mình đã còn lại là 16 chân móc. Như vậy hàng thứ 23 thì chúng ta sẽ giảm thêm cho mình 5 mũi nữa nha. Như vậy thì chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích. Và chúng ta móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ 2 và chân thứ 3 chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm. Như vậy các bạn sẽ móc một đơn một giảm đến cuối hàng luôn nha. Rồi mình đã móc đến cuối hàng nè các bạn. Còn một chân móc thì chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào đây ha. Các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích và chúng ta cắt len. Các bạn sẽ lấy cái len màu vàng ra để chúng ta làm cái phần mỏ vịt nha. Mỏ ngỗng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nối cái phần len màu vàng ở cái chân móc mũi giờ nha. Rồi các bạn sẽ kéo cái chân móc này qua, kéo cái len này qua. Móc lên cho mình một mũi móc xích nha. Còn lại 11 chân móc đúng không các bạn? Như vậy thì các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này nè. Một mũi móc đơn nha. Rồi những cái còn lại chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm hết. Chúng ta sẽ đâm kim nè, hai chân móc chúng ta sẽ giảm còn lại một chân móc nha. Rồi cứ lần lượt như thế đến cuối hàng các bạn sẽ có 5 cái cặp giảm nha. Để cái này nè vô phía trong luôn đi các bạn. Rồi giảm cái bên đây là được 2 cặp rồi đó. Còn 3 cặp nữa nè. Thôi mình móc chung với các bạn luôn ha. Nó còn mấy cái cuối này nè, nó hơi khó á các bạn. Rồi còn 2 chân móc cuối cùng. Coi như hàng thứ nhất của cái phần màu vàng ha. Rồi các bạn sẽ kết hàng nè. Như vậy là chúng ta còn lại mấy chân móc? 6 chân móc. Bây giờ làm thêm cho mình hàng một hàng hai hàng nữa nha. Mỗi hàng thì chúng ta sẽ có là 6 mũi móc đơn. 2 nè. 3 4 5 6. Và các bạn sẽ làm thêm một hàng nữa cho mình. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã móc xong cái hàng thứ 3 của cái phần màu vàng rồi. Bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích ha. Và chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn len để mà chúng ta khâu cái phần miệng vào trong cái túi nha. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình kim khâu len nha. Rồi chúng ta sẽ để cái phần đối diện nè. Rồi các bạn sẽ khâu nó vào thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt cái điểm đối diện ha. Nè, cái chỗ này nè, đối diện qua. Rồi các bạn sẽ khâu nó vô.
Và các bạn đưa nó qua đây, đưa nó lên phía trên này nè, kéo cho nó chặt chặt lại á, rồi di chuyển cái cọng màu vàng này nè qua phía bên này ha. Rồi chúng ta sẽ đưa nó qua cái chân móc này, kéo nó chặt chặt lại, rồi đưa nó lên cái chân móc trên đây. Rồi các bạn sẽ đưa nó xuống phía dưới này nè, đây. Rồi chúng ta sẽ giấu len nha. Rồi các bạn sẽ cắt len đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu vàng ra để chúng ta sẽ tạo hai cái chân nha. Rồi chúng ta sẽ móc một nút thắt, móc lên 3 mũi móc xích, trượt mũi vào chân móc đầu tiên, lại móc lên 3 mũi móc xích, giữ nguyên 3 mũi móc xích này, trượt mũi vào cái trong chân móc đầu tiên này, lại móc lên 3 mũi móc xích và chúng ta lại trượt mũi vào chân móc đầu tiên này. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 1 2 3. Cái này các bạn giảm xuống còn 2 thôi, và chúng ta sẽ cắt len đi, cắt ra một đoạn len dài ha, để mà chúng ta khâu vô. Rồi các bạn sẽ làm thêm cho mình một cái chân nữa giống như thế này. Mình đã gắn trước một chân rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ làm thêm một chân nữa bên đây cho mình ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu cái phần len thừa vô trong cái mũi móc màu vàng nha, cái cọng đầu tiên á. Đó. Nè. Ở đây mình làm ở chỗ cái chân này ha. Cái này là cái cụm tăng mũi nè, rồi cái kế bên á. Rồi bên đây mình cũng sẽ làm tương tự ha, cái cụm tăng mũi nè, cái chỗ kế bên nè. Rồi chúng ta sẽ bắt qua. Rồi các bạn coi nó đều chưa nha. Nếu mà nó đều thì thôi, còn không đều thì mình canh chỉnh nó luôn. Đó, mình thấy nó cũng ổn ổn rồi ha. Đây các bạn, nè, như vậy là nó đều rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ khâu nó nha. Các bạn sẽ đưa nó lại cái chân móc đầu tiên này. Rồi bây giờ vô phía trong, chúng ta sẽ khâu lại. Các bạn có keo nến thì các bạn dán luôn cũng được nữa, để cho nó ở phía trong này nó đẹp hơn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vô cái phần này nè nha. Đâm kim chỗ này nè, nó không có bị lồi cái chân màu vàng, chứ màu trắng á nó dễ bị thấy cái chân màu vàng lắm á. Rồi các bạn sẽ đưa qua đây lại, rồi chúng ta sẽ cắt len luôn nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu đen đi, màu tối tối, mình sẽ làm con mắt ha. Rồi các bạn sẽ xỏ cái len màu đen này vô trong kim khâu len ha. Và chúng ta sẽ bắt điểm đi, đưa cái cọng len màu đen này nè cho nó dài dài ra ha, để cho nó cố định đó các bạn. Tại lúc nãy mình không có khâu được, mình không có đón được cái điểm để mà mình khâu. Này chúng ta có cái hạt mắt 4 mm, các bạn làm luôn cho nó đơn giản. Còn cái này mình hướng dẫn sẵn tiện, mình hướng dẫn cho các bạn không có mắt luôn á, chứ không thôi là mình gắn mắt rồi đó. Rồi,
chúng ta sẽ đưa cái cọng đây này nè qua phía bên đây luôn ha, và chúng ta sẽ làm con mắt tương tự nha. Và các bạn thêu bên mắt bên đây tương tự. Khi thêu xong á, các bạn sẽ đưa nó xuống phía dưới này nè. Rồi, chúng ta sẽ cắt len nha. Đưa nó vô trong. Rồi như vậy là mình đã giấu nó rồi đó. Canh chỉnh cái bạn này lại. Giờ không biết sao làm cho nó phồng phồng lên giờ nè các bạn. Rồi như vậy là chúng ta có hai mặt ổn rồi ha. Bây giờ chúng ta canh chỉnh lại những cái điểm nào chúng ta thấy nó chưa có ổn á. Ta-da, mình đã làm xong rồi đây. Rất là xinh xắn, đáng yêu đúng không các bạn? Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu này ha. Cái mẫu này thì các bạn có thể là đựng AirPods nè, hoặc là một số đồ nhỏ xinh nào đó, các bạn cứ đựng vào đây ha. Hoặc là chúng ta làm quà tặng hết sức là dễ thương. Còn nếu như mà bạn nào mà có để quà tặng ở trong này nè, các bạn có thể là móc cho mình thêm một cái dãy móc xích. Rồi chúng ta sẽ chụp mũi vào và chúng ta sẽ may bên đây là một cái hạt nút bằng ngọc trai hoặc là cái gì đó cute để mà chúng ta sẽ gài qua. Như vậy thì nó sẽ cố định được cái món đồ vật bên trong ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi ngỗng này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu túi ngỗng này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.